Alo, anh em có nghe tiếng mình không? Hát karaoke trên đầu xe ô tô luôn nha anh em. Anh em chỉ cần chiếc Kinder 009 này thôi. À quên. À, cái Kinder 09 và anh em phải mua thêm một tôi mic cho mình nha, mic không dây nha. Quên, nhiều người tưởng mic tặng kèm. À, mic là phải mua thêm anh em nhá. Đôi mic không dây là mình mua thêm, còn âm ly là mua. Anh em nào muốn thì mua thêm cái chạy từ nguồn 24 sang 12 để lắp cho xe ô tô, một số xe thì sẽ là dùng điện 24 xe tải. Thì anh em chỉ cần vào đây là hát được luôn thôi nhá. Nhạc lên cái là chiến đấu luôn. Đấy, sử dụng cho đôi Bose 301 này chạy rất là ok luôn. Thì những cái loa tầm của cỡ trên xe thì chạy tuyệt vời luôn anh em ạ. Chạy điện 12, 24 hoặc 220 đều được, tức là hát ở nhà được hoặc hát gia đình đều được nhá. Đấy, tuyệt vời ông một trời luôn. Ấn mode chuyển nhá. Chuyển sang bằng Bluetooth và anh em dùng điện thoại để hát nhá. Dùng điện thoại thì anh em sẽ hát được ở trên màn hình điện thoại. Còn anh em thích trên màn hát trên màn hình ô tô thì chuyển về line in cho mình là xong. Ui dồi, siêu dễ luôn. Chưa thấy cái nào dễ như cái này luôn. Này.